Vỏ vỏ hả? Vỏ lộn rồi tu vô không kèo vô kèo vô kèo đó không cà báo luôn. Ồ con này nó bự đó không không rồi giữa xong luôn sao không thấy cái máy này nó mệt nhiều dữ lên cặp nó mệt anh mệt rồi nói chung bơi hồi nửa tiếng cũng tới gì đâu mà quá ngon rồi bò mà tưởng là theo không thôi mặn rồi được không được ăn mà hấp gồ gồ phỏng mỏ mới ngon nha. Ngọt á da không nhai hết rồi ngọt con bự hà hồi nãy nè con ô con nè rồi chừng con của tao không mày nhưng mà chín chưa chín rồi không cái nước này thử coi nước mình nó thến gì có miếng chanh không ngọt, ngọt. Chanh mày có chanh luôn đấy tái chanh với hào tái chanh vậy đó nước mặn thì nó ngọt hơn cái gì cái đồ nè 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 con này nước dữ à là ngon vậy mới đã nước nhiều quá. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Liên Đồng Tháp. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video về giải trí nha bà con. Hôm nay sẽ theo chân ông Cọp lên cái du thuyền đấy. Bà con thấy cái du thuyền của ông Cọp đấy sẽ qua đảo để tìm mò tranh chép về anh em giải trí cuối tuần thôi. Thank you.
nó le lội. Cái bãi nào bò bún chim cay cay nhiều nhiều không lộc? Chết rồi. Vỏ. Vỏ hả? Vỏ nậu rồi thù. Vỏ không phải không? Sao vỏ không ông ơi? Đó không cặp. Đó này nè. Đó này à. Đó con đó nó không có gai, con này có gai. Con này được cái gì? Không biết à. Một hết luôn cặp. Có trời ơi đủ. Nó có gai thấy không? Nó bự bự á. Làm tới hai con rồi đó. Đâu rồi. Đấy, bãi nó hết còn hết trơn. Con là có cái này không? Đúng không? Vô kèo đó không? Cho báo luôn. Rồi đấy, con lên đó luôn nha. Có không ơi? Ngồi những 30 con rồi. Đấy, không là hỏi đâu. Đến còn để nó là hổm nữa mò cả bao mà. Ừ. Đâu biết chỗ nào rồi. Trước khi đi không vỏ thám chứ. Nè nội ơi, nhóc chơi nè. Dạ, nói à. Bên cột chỗ nào đây. Nói con mấy con gì mà đeo nhóc chơi nè. Rồi bỏ con hết đi. Như có con chết mà nè. Còn mình đi nè. Con chết. Chết xịt xác rồi nó còn nhóc kìa. Thằng người thấy mày không bắt chân mày. Hay là con này. Hay là con này đẻ xong mày chết. Con này không dạng đẻ một lần hả? Để tao rửa con này. Mấy con còn lên cho mấy ông ngu. À. Cứ đi. Đứt tay á. Rồi. Cục nắng mắt luôn hả? Hơi nướng luôn hả trời? Nướng hết. À. Má đừng đâu. Mình chết mẹ rồi. Mình chết mẹ. Chết chết. Lừ chân như này nè. Mình sao nhỏ nhỏ không à? Cái này mà nuôi ốc là khỏi người thay nước luôn đó không cặp? Được rồi, nó không chịu nước chảy mà. Mà nước chảy có gì cũng nổi đâu, nước này không ổn định, thay đổi liên tục. Nhẹ mà nữa. Ở phía trong nước, chỉ cần lên cái nước chỗ có cái nhìn như có giọt nước, cái chỗ nó không chảy luôn. Nó chỉ nước lớn nó chỉ nâng lên, dòng nó đưa xuống hả? Bị cản lục bệnh cái gì? Vì là trong đó là không có chảy á. Nhưng mà nước này nuôi được cái độ pH. Con này nó bự đó. Không không. Con này dặn ngày dặn như là ông tổ luôn đó. Ngày chắc 3 tháng rồi đó. Con này gấp đôi con kia. Vãi. Đây 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 lên một em nữa nè. Phải không? Phải không? Rồi để coi đặng không? Bằng không? Alo. Rồi rồi ngon rồi. Thằng ngu. Con đó cỡ như con ấy rồi. Thả đi. Như con gì mà biển ha. Hào hả? Ừ. Thả đi bự nhé. Đây là phần chìa ông cụ bà cụ nè. Mấy con sống dài vậy mà nó không bị ký sinh trùng nha. Con này nè. Ký nhóc chơi nè. Hết chắc kinh nghiệm. Không, mấy con già có kinh nghiệm. Ký sinh gì mất công hả? Mấy con già nó có kinh nghiệm. Con xanh còn đỡ mấy con già. Cái này chắc ăn dài dữ. Dưới biết không, cái này nước trong chứ không mặn. Cả nước đục rồi. À, ừ, hút luôn nè. Bự có nhỏ có. Nè mày tự thử đi. Chưa chưa bái, đừng thấy chuồng. Sơ đi. Mày vô kèo rồi. Mày gì lắm rồi. Đủ chưa, đủ chưa. Hồi nãy mấy chị ra khúc này mò cho anh. Có vỏ nữa mày. Trong mò, đưa mặt lên gì. Con đây tao bu lê lần đây. Có mấy con nó đóng rồi dữ kìa. Bắt đi. Không hết la làng lên. Sớm gì vậy. Bu lợn thằng con xong. Về ta cười nữa đụng. Tao đi bắt lần cá bạc. Mấy con không để sao xạo. Làm lắm. Như vậy đủ ăn cho không? Chưa hả? Người 5 con thôi chứ.
ăn nhiều quá nổi. À, có con ký giữ thịt bò hay gì đó. 150 gram. Dầu áo không kìa, không mua được không. Lát ốc chao nướng ha. Lát ốc chao nướng cho, nướng giả cày. Thầy luôn á. Chao sợ tế. Nhà không có con mẻ không? Có con mẻ vô cho nó mềm mà thịt. Rồi 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 rồi, giữa giữa xong luôn, giữa xong luôn. Từ 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 để lại. Ngồi yên đi, ngồi yên đi. Nó quật nguy hiểm. Nó khu vực nguy hiểm. Buồn tới rồi, đừng nóng. Quá là một chút tóc rồi bắt đạn. À, buồn đang tới kìa, ngay chân mình luôn đó ông cậu ơi. Phải không? À, cứ để cho ông giật đi. Rồi, rồi, rồi. Ôi mày lắc mày. Cho nó mũi không? Rồi rồi rồi. Đây quay gấp quá. Quay gấp. Còn sống dữ. Quay được cái vụ chỉ mệt nữa hả? Chạy khúc xong cái nghỉ mệt họ cái thả nước đi ra cho bú nữa. Đây quá. Để sâu quá cái hoạt động vụ sâu cạn cái nấu. Sẽ lắc vào cái mặt. Mệt thiệt đấy ông cậu ơi, cho nghỉ cho mình. Có gì hay không? Có gì gà đi xịt ra. Đó. Xịt tiện đó. Tứ ông Dược. Vậy đó ông cái nào, giật cái nào ông chạy cho. Chạy. Em thấy cái máy này nó mệt nhiều dữ anh cậu. Nó mệt anh mệt. Ông ngồi đó đâu, ông khiên quăng lắm dữ luôn hả? Nhảy cái tay luôn. Rồi lại nói chung bơi hồi nửa tiếng cũng tới gì đâu mà. Đổ môi chứ. Rồi lên lên. Mừng quá giờ được tới nhà rồi.
chạy ngồi dưới tắt, dừng lại chạy ngồi dưới tắt. Chín cái nghe chân thằng cho bắp bự ông nước à. Bắp chín chút coi nha, coi đi coi đi, rồi bỏ chín chân rồi đó mày ơi. Ừ. Nào ăn đi rồi nào sống bỏ lại sống một lần nướng tiếp. Bé chứ em lấy này là gì? Rồi. Rồi chúc mừng nay bắt thu hoạch quá nhiều luôn. Quá hên là còn về được tới nhà. Đã bia sao nó có mùi mật ong nè. Bắp cũng ngon. Rau với người chung chưa? Rau với không? Có mấy cái nói tục vàng tí hả? Lấy cái dao dọc lòng không? Rồi quá chín rồi. Chân không ơi, bò ngát lửa lắm. Bò đâu cần tái là quất được rồi. Ai ai ai. Đỏ hối không? Đâu không? À đâu, lần tái mà. Đó, à, ồ, gì đó mà. Quất đi. Dữ đi. Bò đang gì chứ, bò mà giống mấy thằng Tây thế này. Sống không không? Sao đâu, bò Việt Nam ăn tái gì dữ hơn. Bò cù bê động quá, quán chả nướng cục ăn không có ngon lành. Ngon lành gì không? Ngon rồi. Bò bỏ thuốc lạnh gì vậy? Bỏ đủ thuốc lạnh. Cánh thẳng tan, có nghe mùi gì thì chết liền á. Không nghe mùi bò hả? À? Ừ. Quá ngon rồi. Bò mà tưởng là heo không? Thôi mặn ngồi rồi. Chế mở cơm để chiên cơm chế vô. Ủa chi nữa không? Chế vô đó đó. Chế vô miếng. Thôi, khổ rồi, mùi. Mùi. Nó mùi bò. Cái này còn cái chanh đâu, cái chanh nặng ở đây chứ thấy mặn. Lúc trước ớt trước rồi xong rồi ớt cho ớt thêm ớt thêm mấy nữa mặn. Ừ, có vừa ăn mà. Vừa hả? Vừa. Mặn phải không? Vừa không cậu ơi? Vừa. Ngon. Thế là ba chấm muối mặn ba. Vừa. Hai lần chấm. Không rồi. Ngon 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 ngon. Mình làm phải khen mình chứ. Nhậu giờ ba cái đó, tính sao đi quên. À, gom, gom. Gom. Được. Được á, ngon. Đúng rồi. Đây là có mỡ hành luôn không nè ba? Quá mà. Có, càng ngon, mình chế ra, ăn mỡ hành vô. Không, mình nướng dứt mỡ hành vô, mình nướng nữa chứ. Mày, mày cạp luôn đi mày. Là cạp luôn ha. À. Vô. Ủa, đã. Khoan. Thôi thôi được rồi, ớt nhiều quá cay ba. Đây nè. Ăn đi uống bia vô. Đồ bao lắm. Cái liền. Anh nói. Vô một cái rồi. Nè vô. Vô ăn trước mới vô sao mới uống. Vô cái ăn. À nước cái này thôi tắt than. Chứ cái nước nó ngon lắm, nước nó ngọt. Được không? Được không? Ớt ăn mà hấp gồ gồ phóng mỡ mới ngon nha. Ngọt á. Cho thêm miếng muối nè, sao nó lạc à. Muối hay gì? À da không? Nhai thử rồi. Ngọt. Rồi, ông tới giờ ông giờ không xuống đi đổi ca mới được. Nói chung là hút chăm chép rồi mà nó phải nghe gục lột, nó mới ngon. Nghe nước, chứ đổi là chăm chép nhiều nước. Ngon. Ngọt. À, uống cái chép này. Tươi. Cái này nó tươi mà nó ngọt, mềm. Ngọt dữ lắm. Nói chung là ngọt. Chung là... Ăn rồi lấy đi. Nướng còn hai con chưa? Chú ơi. Bỏ
dữ lắm luôn rồi nè. Dữ lắm luôn. Ngon không? Dai không? Dai. Như tôi. Dai cho ăn. Ngoài mày. Ngon mà. Ăn đi. Ăn ghiền luôn, ăn ghiền luôn. Nè đưa ra, mới hành là đó. Ờ rồi, vé cái coi. Ồ không, con này nó ốm một chút, chim chép này ốm một tí. Nhưng mà cái này nó tươi luôn, nó không có qua ốp đá, nó ngọt. Đá. Cái này lo mà ôm ha. Có giữ nhà tắm. Giữ nhà tắm. Không bây giờ làm chuyện con hay con thôi gì đâu. Không này, không, có hay con không? Cái này phải có, cái này phải có gầu. Con sao đá, phải chục con. Cái này phải có gầu găm, gầu găm ăn nó kìm lại, cái này ăn nó mắc. Chịu không nổi. Hải sản luôn. Ngồi vô vào ba bỏ đại đi ông ơi. Béo. Con nó đâu có khác đâu sợ. Ngu gan không làm gì. Quá béo, quá béo. Không dài không? Không dài hả? Con không ngọt quá. Này đúng ngọt quá. Nấu nước súp là thầy. Chưa con nói chưa đâu giờ ba ơi. Trời ơi. Ủa, con nó đã đó. Cái con này là cái con bự hả? Hồi nãy nè. Ồ con nè. Con của tao không mày. Nhưng mà chín chưa? Chín rồi. Rồi. Không cái nước này thử coi. Có miếng chanh không? Ngọt. Chanh có chanh luôn, có chanh luôn. Tải chanh với hào, tải chanh vậy đó. Cái này là cái con hồi nãy nè, con mạnh kia nãy nè. Hai ba con không mày ơi. Âu có con tao bắt được con bự à. Mày bắt hai con không bắt con. Không ăn vậy quá. Giờ dạ, quá toàn làm gắn chung một đi nướng quá trời ngon rồi để hơi nguội. Cho miếng hành đi coi. Đã hết biết rồi. Không, cái này y như con gì đó. Con gì mà biển nè. Con hào mà mình nướng bơ á. Rút ruột ra liền mà còn nhiêu sử dụng hết. Đã. Ừ rồi. Rồi liền mặt không à. Mọi con cái được nó sống ở nước mặn thì nó ngọt hơn. Bây giờ cái ấy rồi. Nè nè. Nè nè. Con này nước dữ à? Tụi nó phải chữa chín. Trời ơi, vậy mới đã. Nước nhiều quá. Tính ra con hào dễ gì mà ruột bự hơn rồi trời. Con hào mỏng hơn. Con hào cái vỏ vậy. Thôi, ruột bệnh cứ khó mà không mọi người. Ăn đi. Ăn hù tôi hoài. Ăn chừng nào ngán rồi. Ngon, chua ngon. Chín, còn gắn chín không? Không ngăn. Đừng ăn ha. Sống để tao. Ông giờ ba nói mày sống để tao. Ngon ngon. Kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.